Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lễ cung kính Đức Thầy. Bây giờ xin lời nói đầu tiên kính chào toàn thể cô bác anh chị em xem trên màn ảnh nhỏ. Thưa quý vị, ở đây được một vị cũng có nhắn tin điện thoại hỏi chung quanh việc đạo đức, tại vì mình cũng được một cái mai duyên sau khi sanh ra và lớn lên trong một cái miền quê xứ đạo ở nơi khu vực An Giang, là một cái tỉnh, phải nói là tỉnh thánh địa. Thì bên mẹ của mình là ở Hòa Hảo, cha thì ở Mỹ Hội Đông. Thì quý vị biết rồi, Mỹ Hội Đông và Hòa Hảo thì ngày xưa lúc Đức Thầy ra đời thì thường đi viếng làng Mỹ Hội Đông, gặp rất nhiều những cụ đồ ở bên đó. Và quê hương bên nội là Mỹ Hội và bên mẹ thì ở Hòa Hảo, gia đình. Thì vì cái duyên đó mà sau khi mình từ nhỏ đã hiểu đạo, và sau khi lớn lên nhận thức và đi học tất cả những cái khóa đào tạo về giáo lý, và gần gũi được rất nhiều chú bác, cũng như từ thời Bác Hai Tiễn, chú Lê Minh Châu, chú Tám Bửu, chú Bảy Ưởng, Bác Hai Như Sanh, Trọng Sanh, rồi ở Thốt Nốt này thì gồm có chú Sáu Hảo Sáu Bền, chú Úc Tác, rồi vân vân. Tóm lại là rất nhiều, cũng như bên mấy cô thì có cô Úc Đồng, cô Bảy Lánh, cô Tư Lường, và một số cái cô khác. Mình đến để học hỏi và nghe những cái chú bác đã truyền đạt lại, một là đường tu, thứ hai là về giáo lý của Đức Thầy. Và mình cũng ngồi những cái trường khóa để mà giảng giải qua giáo lý Thầy như thế nào, và học được sấm giảng Đức Thầy. Cho nên nếu nói về lãnh vực của Phật giáo Hòa Hảo thì Thành Hậu đã trên 20 năm về vấn đề nghiên cứu qua giáo lý của Đức Thầy. Mình không có gì hơn, tại vì cái duyên đối với giáo lý Thầy rồi thì chúng ta học tất cả những kinh sách để nhằm mục đích là khai thác triệt để về vấn đề giáo lý của Đức Thầy sâu rộng như thế nào. Và hiện nay có một số anh em cũng chia sẻ về vấn đề năm non, mà Đức Thầy cho biết là trên năm non rồng cũng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý. Thì nói rằng là năm non thì không phải trên núi cấm, năm non nào là non bồng nước nhược thì nói ở bên đâu Trung Quốc, ở bên gì đâu bến đó, chứ không có nói ở Hòa Hảo, không có nói ở núi cấm. Nhưng mà cái câu này là trong sấm giảng Đức Thầy, và được chú bác cũng như là bác Bảy Ưởng, chú Bảy Ưởng là tất cả các chú bác đã giải rồi, cũng như là bác Hai Tho là ở Dàm Sáng Vịnh Tre, là ngày xưa là cố vấn trị sự trung ương, là kim đặc trách về giáo lý. Thì chú đã giải năm non là gồm có trên bảy núi. Bảy núi thì là cũng trong An Giang, nào là Anh Vũ Sơn, Thiên Cẩm Sơn, Hỏa Long Sơn, Thủy Đài Sơn, Ngũ Hồ Sơn, Phụng Hoàng Sơn. Thì tất cả Thiên Cẩm Sơn là một dãy núi cao nhất trong bảy núi, mà ở trên cái núi Thiên Cẩm Sơn là gồm có năm cái dồ, năm cái dồ, nào là dồ bà, đầu tiên là dồ đầu nè, dồ ông bướm nè, dồ thiên tế nè, dồ cây quế nè, rồi là như vậy. Thì ở trên núi cấm thôi, đó là lời của tất cả các chú bác đã nghiên cứu. Còn sau này, hiện nay gần đây nghe một số anh em còn trẻ tuổi nghiên cứu ở đâu mình không biết, nói rằng năm non thuộc về ở đâu nước nào, không à, không có núi ở trong núi cấm. Tại vì giáo lý của Đức Thầy đó là giáo lý của ông Phật, cho nên cái sự nghiên cứu và sự nhận thức nó khác nhau, không ai giống ai.
Nhưng mà chúng ta phải có một cái hệ thống, cũng như từ trung ương cho đến địa phương là theo cái hệ thống. Như trước kia là chú bác đã gần gũi Đức Thầy, các vị tiền bối gần gũi Đức Thầy, thì các chú đó đã nghiên cứu kỹ càng rồi thì giảng giải chúng ta hôm nay phải noi theo. Chứ bằng ngược lại chúng ta đem nghiên cứu thì nó đã sai, xa với một cái mỹ ý của Đức Thầy. Vậy thì hôm nay có một vị hỏi lên đó, hồi sớm Thành Hậu có coi được một cái clip, cũng như là Thành Hậu đã có lên núi, đã quay lại Thành Luân và đã lên núi để niệm Phật đó. Và bên cạnh thì bên kênh của anh Tuấn Dũng Nhiều Cầu Nhân Ái có một chú này lên đó, nói rằng là như vậy là sai, đi niệm Phật như vậy là sai, bỏ ông bà cha mẹ ở nhà không ai lo lắng phụng sự như vậy là sai, mình phải tại nhà phải đền trả tứ ân rồi lo vân vân mọi thứ, rồi kể những mẫu chuyện bác Hai Như Sanh rằng là phải tu tại nhà chứ không có được lên non núi. Mà chú nói thêm một điều này mình nghe nó lạ, chú nói đó là Đức Phật nói giảng kinh là về cũng như là ao sen báo là như thế nào đó, nó lớn nó rộng nó cao xa vậy đó, Đức Phật nói được, còn chúng ta là không nói được, không được quyền nói. Còn chứng minh một câu là y kinh dĩ nghĩa, tam thế Phật quang mà ly kinh nhất tự tức đồng ba thiết đó. Thì quý vị biết đó, có nghĩa là y theo kinh đó, mà nói đó là có Phật, có quang Phật ba đời, rồi y kinh dĩ nghĩa tam thế Phật quang mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết, tức là rời kinh một chữ tức là ma nói. Cho nên có một mẫu chuyện như thế này chú nói cũng phải áp dụng nó đúng theo cái phương thức trường hợp của chú. Không biết chú nghiên cứu ở đâu không biết chú nghiên cứu ở đâu mà nói như thế này. Thì chú cũng chưa hiểu rằng Thành Luân công việc nhà như thế nào, chú lên chú nói là người ta sai. Cho nên đó, mẫu chuyện lúc Đức Thầy ở Tổ Đình, ở Nhân Nghĩa chứ, ở Nhân Nghĩa đó, thì tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh, một gia đình của người đó đến đó, cái bà đó đến đó, thì Đức Thầy kêu bà đó thôi đừng có ăn chay, đừng ăn chay trường, ăn chay kỳ thôi. Thì qua bữa sau, có một gia đình khác đến, mà bữa nay là Đức Thầy đang nghỉ trưa, thì ông Hương Bộ đến để ông có nhiệm vụ là tiếp khách, hỏi vị khách đó đến để làm gì, nó để gặp Đức Thầy hỏi một việc. Thì ông Hương Bộ nó thôi hỏi gì hỏi đi, hiện giờ thầy đang nghỉ trưa rồi, nó cái này cũng đơn giản, tôi hỏi là tôi cho tôi xin ăn chay. Thì ông mới cướp lời ngang, ông nói không có được, không có được ăn chay, ăn chay kỳ thôi, đừng ăn chay trường. Thì lúc đó Đức Thầy ở trong ra, Đức Thầy này, ông Hương Bộ, tôi không cho người ta ăn chay trường hồi nào đó. Thưa quý vị, Đức Thầy mới biết được căn cơ của mỗi người. Cho nên đó, nếu mình y kinh dĩ nghĩa thì nó như vậy. Như thế thì hôm nay mình sẽ phân tích về vấn đề tu hành, mỗi người đều có một cái duyên nó khác nhau. Nếu như Đức Thầy đã ra đời là Đức Thầy chia ra hai hạng, rõ rồi quý vị, hạng xuất gia và hạng tại gia. Thì nhưng mà cuối cùng cái đoạn kết Đức Thầy cho biết là bằng xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân. Nếu như mà chú nói cái người mà bỏ nhà lên núi để tu như vậy đó là không nuôi cha dưỡng mẹ là sai, thì xin hỏi chú, suốt một quá trình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mấy ngàn vị đệ tử, 2.500 vị tỳ kheo, như vậy những vị đó cũng xuất gia lên núi để dấn thân vào rừng sâu núi thẳm, như vậy là sai hết hay sao? Đó. Cho nên mỗi cái người trình độ nó khác nhau. Còn chú nói về giáo lý Đức Thầy, giáo lý Đức Thầy dạy là phải ở tại nhà tu, rồi xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao chia. Thì Đức Thầy dạy nó không có đóng khung, giáo lý Thầy chúng ta nên nghiên cứu cho kỹ. Đức Thầy nói là tùy trình độ
cơ cảm của tính nữ thiện nam, tức là trình độ của mỗi người. Hiện bây giờ thí dụ mà anh Thành Lưng anh thấy công việc nhà ổn định, sắp xếp đâu đó rõ ràng, có tiền của này nó, anh lên núi anh niệm Phật anh tu thì tốt, anh tu thời gian anh thấy bây giờ công việc nhà vậy thì anh trở về anh lo việc nhà. Hỏi chứ người ta mới lên núi, người ta phát tâm, người ta tu, người ta lên núi người ta tu để người ta thanh tịnh cõi lòng. Tại ở thế gian này nó không thanh tịnh được thì người ta lên núi người ta muốn cho thanh tịnh. Ta mới phát tâm lên này, chú lên chú nói làm gì sai vậy? Thì nếu như mà ổng là ổng trở về ổng trở về ổng dưới này rồi ổng sa ngã rồi rượu chè cờ bạc này kia nọ khác đủ thứ chứ gì, thì ai mang cái lỗi này? Lỗi này ai chịu trách nhiệm đây? Rồi về vấn đề mỗi một gọi là mỗi là nhà mỗi cảnh, mỗi cây mỗi trái, mỗi nhà mỗi cảnh, thì không bao giờ ai biết được hoàn cảnh của ai và trình độ kiến thức nhận thức của ai. Đức thầy cũng không có bắt buộc cấm một người nào, tại vì cái giáo pháp đó, quý vị nên biết rằng giáo lý của Đức thầy Đức Phật dạy không có vào một cái khuôn khổ, tức là không có ép người vào một cái khuôn khép phép nào khác. Cũng như giới Đức Phật là gồm có là trì phạm khai giá, cho nên có những khi mọi tín đồ đến Đức thầy khuyên nên làm ăn, nên cố gắng làm ăn. Rồi có một số đồng đạo tín đồ tới nó Đức thầy dạy nó sao mà tu mà làm ăn chứ vậy, bớt lại chút mỗi chuyện đó đâu có gì. Như vậy thì những mẫu chuyện bác hai như sanh đã nói lên để phá chấp, mình nên hiểu những mẫu chuyện của cặn bã ký ức bác hai như sanh đó. Quê của bác ở Long Xuyên mình quý vị, ở trong Phú Hòa vô đó, thì là phá chấp chứ không phải là nói đúng. Thí dụ như mẫu chuyện mà vừa qua Thành Hậu có nghe ông chú đó ông nói đó, là mẫu chuyện đó mình cũng biết là bà chị đó bà đi đến để bà tu, lên núi bà tu thì đến hỏi bác hai, bác hai hỏi gia đình là được bao nhiêu người chị em thì sao này kia nọ, bác hai nói người ta không tu mà người ta biết nuôi cha dưỡng mẹ, còn mình tu mà tại sao bỏ cha mẹ, thì cái chuyện đó nó khác, tại vì cái trình độ và cái người đó nó khác, nó khác nhau, mình không có gồm chung được. Đây là mẫu chuyện bác hai như sanh, nên nhớ rằng cặn bã ký ức bác hai như sanh là toàn bộ là phá chấp, tất cả những mẫu chuyện là phá chấp hết. Cũng như Bồ Tát Mô Đen nè, vì thấy Bồ Tát Mô Đen đó, nếu mình chấp mẫu chuyện này rồi đó thì mình không cần bận đồ bà ba, cũng không cần để tóc, nhiều khi cũng không cần ăn chay luôn đó. Tại vì cái nghĩa là Bồ Tát trong đời thường mà. Mẫu chuyện như thế này nè, có một ông cùi đi xe, lên xe thì cái xe băng ba người, mà một ông cùi ông lên, mẫu chuyện đó thì mình nói ngắn vậy đó ha. Một ông cùi đó ông lên đó, thì hai cái ghế kia bè đây trống, không có ai chịu ngồi gần cái ông cùi, cho nên ở trong đây đó, ông chủ xe đó là ông không cho ông cùi đi. Và quý vị biết ngày xưa xe tài nhất tài nhì hồi năm 80 mấy đó, xe kiếm nó khó lắm, một ngày có 3-4 chuyến xe thôi, mà xe từ Long Xuyên về Châu Đốc nó không phải là dễ đó. Ông cùi người ta không cho ông cùi lên, lơi xe không cho ông cùi lên, ông cùi lên ông đi một mình anh ông thôi là nó sẽ mất thêm hai ghế nữa, tại vì cái ông ngồi giữa đó là kế ông cùi không ai chịu ngồi, cho nên là giúp cuộc cù cưa cù nhằn này kia nọ không giải quyết như thế nào. Bên cạnh nó có một cô gái rất là mặc ăn mặc modern, cô đó nói thôi để cho cháu ngồi chứ, ngồi kế ông cùi đi. Thì cái chị này mới vào ngồi cái ghế kế ông cùi. Thì cái ghế thứ hai này đó là ai ngồi cũng được, tại vì ngồi gần với người sạch sẽ thì ai cũng muốn. Còn bên đây ngồi gần cái ông cùi thì ông ai chịu. Cho nên mẫu chuyện bác hai như sanh nói rằng là Bồ Tát trong đời thường, có nghĩa là ý nói không phải là Bồ Tát là phải thị hiện có hào quang hay hoặc gì đó, đây là phá chấp cho chúng sanh, chứ không phải là nói như vậy là nó như thế. Đây là thị hiện, tức là cái sự việc để phá cái tư tưởng cố chấp của chúng ta. Còn mẫu chuyện mà lên núi tu nhà tu chùa, đây là phá chấp. Đừng có suy nghĩ rằng, để cho bác hai nói rằng, đừng có suy nghĩ rằng mình lên núi tu mới đắc đạo, mình đi chùa tu mới giải thoát, mình lên non mình tu mới an lạc, còn ở dưới thế là tu không an lạc.
Mình lo những chuyện đại sự, những chuyện lớn mà rốt cuộc chuyện nhỏ mình không lo. Đây là nói lên những cái phá chấp cho con người nên tỉnh ngộ. Chứ không phải mỗi chuyện này bắt buộc mọi người phải ở nhà để tu. Mình tu đâu cũng được. Tại vì cái tu này nó không phải mình đi đâu tu được, không phải là lên núi tu mới được, vô hang tu mới được. Nhưng mà vì mỗi người có cái căn cơ trình độ nó khác nhau, nó không ai giống ai. Thí dụ bây giờ người ta sống độc thân nè, người ta không có vợ nè, không con nè, rồi cha mẹ có điều kiện, thì bây giờ người ta lên núi ta niệm Phật, người ta tu cho mau đắc đạo, bổ dĩ sai sao? Nếu như mình kêu người ta trở lại là mình đã cái pháp đó, mình bị bế tắc. Giáo lý của Phật dạy nó phải là tùy duyên bất biến, chứ không phải nó một cái khuôn khổ một mức độ nào. Nó không phải nhất thiết đứng một chỗ, nó phải là uyển chuyển, gọi là linh động trong tất cả các cái. Chứ đạo pháp nó không phải là nó khô cứng một chỗ. Đó là xin trả lời với tất cả, cũng như là ông chú đó đã sai về vấn đề cái mẫu chuyện của bác Hai Như Sanh. Bác Hai Như Sanh là phá chấp toàn bộ. Mẫu chuyện bác Hai Như Sanh chúng ta đọc đi, bác Hai không có bình, nhưng mà cái ý rất là thâm sâu, để phá chấp cho những cái người mà cố chấp là tu chỗ này mới đúng, tu chỗ kia mới đúng, còn tu ở nhà không được gì đó vân vân. Đây là phá chấp thôi, phá chấp. Còn nếu như mà chú tu ngon, chú tu ngon thì mình không nói riêng với chú tu quá ngon đi, chú ở chỗ nào á chú cũng thành tâm, chú ở chỗ nào chú cũng an lạc, chú ở chỗ nào chú cũng niệm Phật được, thì chú ở đâu cũng được. Còn cái ông kia, ông ở dưới này, ở thế gian nào là ăn nhậu cờ bạc gì đó, tức là người ta đắm nhiễm tứ đổ tường. Người ta thấy người ta ở gần, người ta đắm nhiễm thôi, người ta tìm một cái nơi nào đó để ta lánh, người ta tu. Vậy thì cũng tốt thôi, tu chỗ nào cũng tốt. Chứ không bắt buộc mỗi người tu nó phải vào một cái khuôn khổ nào mới đúng. Bây giờ đúng là khuôn khổ là 8 điều răn cấm Đức Thầy dạy nè. Điều thứ nhất ta cho nên uống rượu nè, cờ bạc áp phiện. Nhưng mà về vấn đề rượu là Đức Thầy cũng nói dùng một đôi chút thật nhẹ, hay hoặc là có những người bệnh đã ông thầy thuốc kêu để rượu vô đó. Tức là đây là gì? Là uyển chuyển, là uyển chuyển nha quý vị. Cho nên đó, Đức Phật ngày xưa không cho hạng tỳ kheo leo cây, không cho. Cho nên là cọp tới là ăn hết trơn. Ông nào mà ở tại Đức Phật không cho mà đó, ông nào ngồi thiền gì trong rừng cọp tới ăn. Tại vì ông giữ giới, cho nên Đức Phật mới chế ra phép thứ hai là nếu gặp trường hợp này các vị tỳ kheo vẫn được leo cây để lánh nạn. Đó là giáo pháp là thế. Cái giáo pháp đường tu tập nó phải uyển chuyển, chứ nó không có theo một chiều hướng nào. Chứ nếu như nó theo một chiều hướng nào gọi là cố chấp, đạo nó không có cố chấp. Nó phải uyển chuyển, đứng bên đây bên kia, nhưng mà làm sao chúng ta đừng rời chánh pháp mà thôi. Đừng rời chánh pháp, chứ không phải mình nói thôi bây giờ chỗ này ăn mặn cái mình vô mình ăn mặn nha, nói vậy là sai nha quý vị. Hoặc là chỗ này người ta đang quánh bài cái mình đi vô đây mình ngồi đây mình sẽ quánh bài nha. Không phải vậy, nhưng mà mình uyển chuyển trong mọi tình huống, miễn tình huống nào mà chúng ta thấy thích nghi an lạc thì chúng ta làm. Cho nên một lần nọ Thành Hậu xuống tại chùa Như Quang, Bắc Úc Như Quang, chùa Chú Kiệt á, dẫn một số đồng đạo đến, và Thành Hậu mới đại diện hỏi: dạ thưa chú Úc, làm ơn chú chia sẻ dùm cho con một điều là tu sao mà cái pháp tu cho ngon, chú chia sẻ để truyền đạt cho con. Thì quý vị biết đó, quý vị biết là Bắc Úc Kiệt nói một câu Thành Hậu nhớ tới bây giờ, trên 20 năm rồi. Thì Bắc Úc Kiệt nói đó: bây giờ nếu mà tôi đưa cái pháp môn tu ngon của tôi thì đệ tu không có được, đúng không quý vị? Chú mới nói thêm, bác mới nói thêm là đệ tu ngon là tu cách sao mà đệ an tâm là đệ ngon. Giống như đệ ăn đi, tôi thì thích ngọt,
đệ thì không thích ngọt, mà tôi đưa cái ngọt của tôi cho đệ ăn thì đệ không phù hợp khẩu vị. Mục đích của người tu là hàng phục nội tâm, làm sao mà cho là cải giọng quần trơn, làm sao mà tâm chúng ta được an lạc. Mình đứng một góc độ nào cũng được hết, đứng góc độ nào cũng được, mình ở trong chợ cá mà mình an lạc thì cũng tốt. Cũng như Liễu Hậu Huệ đó, Lưu Trường Sanh nữa, người ta vô động điếm mà người ta vẫn thanh tịnh. Đó là những người đã đắc đạo vô để rèn luyện. Còn chúng ta là người còn đang tu tập. Đành rằng Đức Thầy nói là xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao tria. Cái xa này không phải là chúng ta non núi, mà xa là cái tâm chúng ta nên tránh xa. Nhưng mà mình thấy mình không đủ cái năng lực, không đủ trình độ mình sống với người này thì thôi giờ mình né. Giống như bây giờ mình gần cái ông đón chữ, mình tối ngày mình nói tôi học pháp nhẫn, học pháp nhẫn, mà nhẫn hoài nhẫn không chịu nổi thì thôi giờ mình né. Đức Thầy nói việc hung ác thể vừa thấp thoáng mà chữ từ bi ta diệt nó liền. Thí dụ vừa hơi thấp thoáng mình diệt liền đi, chứ để tới chứ mình diệt sao nổi. Hoặc là ai chửi mắng thì ta giả điếc đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ mắng giả điếc thì dễ rồi, mà hết giận khuyên khó. Ta chữ mình lại nói chuyện lại không được. Thì thôi bây giờ về vấn đề mà thành lưng mà lên núi để niệm Phật tu hành đó, là mỗi người mỗi cái trình độ khác nhau, trình độ khác nhau. Anh thấy anh lên núi niệm Phật tháng 3 tháng, giờ người tu người ta niệm Phật 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 7 là niệm Phật 3 tháng. Gia đình công việc người ta buông bỏ, nói người ta sai sao, ta muốn an lạc. Mình sai thì có, tại vì mình làm sao biết được cái trình độ căn cơ người đó mà mình nói người đó sai. Những xin nhắc lại, những mẫu chuyện trong cặn bã ký ức của Bác Hai Như Sanh là toàn bộ là phá chấp, phá những cái cố chấp, những cái biên kiến, những cái mà cái chấp nê bị cứng đó. Tức là mình chấp một chỗ mình nói đúng, là Bác Hai những mẫu chuyện là phá hết, đi con đường trung đạo, ở đâu mình tu cũng được. Bây giờ mình thuận cảnh thuận duyên ha, lúc này rảnh rỗi không làm gì, lên núi mình ngồi mình niệm Phật, mình tu một mình hai mình tu sao mình tu, miễn sao mà cách tâm an lạc. Cho nên bác Úc Kiệt nói với thành nội, nói rằng để tu cách nào mà cách tâm để được an lạc là được rồi. Cái tâm đừng ganh tị, tâm đừng có hơn thua, cái tâm đừng có thù hiềm, cái tâm đừng có ích kỷ, thì đó là đúng chánh pháp. Đó là điều thứ nhất thành hậu xin nói lên với ông chú đó, nói rằng là cái mẫu chuyện trong cặn bã ký ức như thế đó. Xin nhắc lại, cặn bã ký ức là phá chấp, cái lý rất là cao siêu, chứ không phải mẫu chuyện đó mình áp dụng nó y như thế, là mẫu chuyện là phải ở nhà, rồi phải lo cho cha mẹ, lo cho ông bà, rồi nó tốt hơn là đi tu. Cái đó là nó tùy theo trường hợp, nó cũng đúng là đúng với một cái người nào đi không được, đúng với người nào mà còn bận rộn gia đình. Giống như bây giờ thí dụ Đức Thầy dạy là cư sĩ tại gia, ta là cư sĩ canh điền lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Bây giờ mình không có đất mà thầy dạy gì, không lẽ giờ mình phải mua đất hay hoặc là bây giờ mình đang sống độc thân, nghe thầy câu nói này không lẽ mình giờ mình phải lập gia đình, phải sanh con đẻ cái để mà làm chuyện gì sao? Đâu phải. Tức là mỗi cái trình độ, mỗi cái nhân duyên, mỗi cái trường hợp, miễn sống sao mà an lạc là được là tốt. Còn mình sống bất cứ một nơi nào, không phải ở tại nhà là tốt, cũng không phải ở núi là tốt, ở chỗ nào an lạc, tâm đừng có hơn thua, ích kỷ, thù hiềm, giận hờn, tranh đấu, ghét ganh là tốt. Chứ không phải nói mấy ông ở núi tốt, tu ngon, tu cao, còn mấy cái ông mà tu ở dưới thế này tu dở ẹt, còn sai lớn nữa. Mình lỡ mình nói ngay cái ông Bồ Tát cái là mình chết, nói ông A-la-hán một cái rồi mình bị đọa luôn. Cho nên tu ở đâu cũng tốt, đó là điều thứ nhất. Qua điều thứ hai chú mới lên nói, chú nói đó, nếu như ông Phật á, ông nói câu nói đó mới được, còn chúng sanh nói là không được. Đức Thầy nói rằng về ân Tam Bảo đó, mình hôm nay đã thọ ân Tam Bảo thì phải làm sao phải đền thọ tứ ân,
một là ân tổ tiên cha mẹ, hai ân nước, ba ân tam bảo, bốn ân đồng bào nhân loại. Thì cái ân tam bảo đức thầy dạy nè, nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế ta mới chẳng thụ công trình của Đức Phật và của tiền nhân ta để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Bây giờ khai thông là gì? Thí dụ bây giờ mình đừng có nấu gì xa hơn, mình ăn chay thì mình nói chú ơi, bây giờ đó là cái ăn mặn đó nó bị nghiệp quả nhân quả tội lắm, mình nên ăn chay. Câu nói này đúng hay sai quý vị? Đúng. Mình đem lời Phật, Đức Phật dạy nhân quả thì mình nói, rồi Đức Thầy dạy nè, Đức Thầy dạy chúng ta là sao? Đức Thầy khuyên mình đó là phải cố gắng là bố thí nè, trì chay nè, giữ giới nè. Còn nếu như bây giờ mà chú nói nếu mình đem một câu nào của Phật, của Thầy ra để nói đó là có quan với Phật ba đời, có quan với Phật ba đời. Như vậy là mỗi một người tu nếu mà trong cái 450 ban trị sự, mấy trăm ông giảng viên mà học đạo, không ai nói cho bây giờ, phải nói đến những con cháu không ai biết đường tu. Tức là mình nói cái nào mà những chú bác đã có nghiên cứu thì mình phải nói theo thôi. Mình không nên nói bất cứ một cái gì mà nó sai với tinh thần đạo đức. Thì bây giờ Đức Thầy dạy sao mình làm vậy? Đức Thầy kêu mình ăn chay nè, kêu mình cúng lại. Đức Thầy dạy là sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai. Thì cái ông đó ông tu cũng như thành hậu đấy thôi. Tu thì bây giờ là mình khuyên ta thôi cô ơi, mình nên cúng lại đi. Đức Thầy dạy là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương giữa kế. Hay hoặc là mình có tội quá thì Đức Thầy dạy là muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sống chiều mới hay. Đó thì bây giờ mình khuyên người ta cúng lại, vậy là mình sai sao? Đó, cho nên đó, cái sai thứ hai đó là ông chú này nói như vậy đó là lời Phật nói đó là ông Phật nói được, còn mình nói không được, là cái đó là cái mà chú chưa có thấu triệt được về vấn đề giáo lý của Đức Thầy. Đức Thầy nói là sao? Mình đã gặp con thuyền bát nhã, có lý nào ích kỷ tu thân? Hay hoặc là sao? Tầm sức nhỏ còn làm nên cán người, không lo có thẹn hay chăng? Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tín nữ thiện nam Phật giáo, và nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đó, vậy thì bây giờ nếu mà lời Phật nhắc mình không cho nhắc nữa thì mấy ông giảng viên cũng sai hết luôn. Tại vì mấy bà đọc giảng viên, mấy bà đọc tối ngày vậy là bà sai. Tại y kinh dĩ nghĩa mà, đâu phải vậy. Nghĩa là mình nói sai ý, mình áp dụng không đúng với trường hợp, mình áp dụng không đúng, không phù hợp với giáo lý của Đức Thầy, cho nên là gọi là y kinh dĩ nghĩa tam thế Phật quan. Tức là mình y theo cái đó đó, mình nói mà mình không biết được căn cơ trình độ của người đó, để mà mình nói như vậy là mình, cái đó là mình gọi là y kinh dĩ nghĩa tam thế Phật quan. Mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết, tức là mình nói sai với kinh thì ma nói. Như vậy thì hôm nay thành hậu đến đây để xin nhắc lại với quý vị, cũng như vừa qua thành hậu bắt gặp được một cái YouTube của anh Tấn Dũng Nhu Cầu Nhân Ái, nó quay lên có ông chú đó, nó có hai điều. Một là ông chú đó kêu thành lưng phải trở về nhà tu mới đúng, còn tu trên núi như vậy đó là sai, tu không phù hợp. Như vậy thì thành hậu xin nhắc lại là như vậy là tất cả những vị tỳ kheo cũng sai rồi, bây giờ đó là những người nào mà tu trên non núi cũng sai hết sao? Nếu mà tu sai thì ai đắc đạo? Mà giờ thời Đức Phật đắc chóc hết đó. Đó là như vậy. Điều thứ nhất, điều thứ hai là thành hậu xin nói điều thứ hai là chú nói là những câu nói của Phật nói đó, ở trên cực lạc có cái gì, cái gì, cái gì, cái gì đó, hay hoặc là sấm giảng thầy nói đó, mình nhắc lại đó là mình nói quan Phật ba đời. Đà là như vậy, không phải như câu nói đó
mình nói nó sai á, mình nói nó không đúng á, còn lần này mình nhắc lại thì ông chú mới chứng minh là lời Phật thiết ta xin nhắc lại là Đức Thầy nhắc được, còn mình nhắc không được. Mình nhắc làm sao cho nó đúng. Bây giờ mình Đức Phật dạy là chúng ta, Đức Thầy nói là Đức Phật nói là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có tướng Phật, mà Đức Thầy nói là các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà thành khổ. Thì bây giờ nếu nói về lãnh vực, chú là người tín đồ Phật giáo hòa hảo cho nên chú là mới nói những mẫu chuyện hai như sanh này kia nọ, thì bắt hai như sanh đó là phá chấp cho mọi người chứ không phải mà theo cái mẫu chuyện đó mới đúng, rồi chịch mẫu chuyện đó là sai, không phải vậy. Đó là phá chấp để cho chúng ta gọi là dung hòa trở lại. Rồi cái vấn đề là những câu nói của Phật nói mà mình đồ lại là mình sai. Xin thưa, mình là ân tam bảo, mình đang đền trả ân tam bảo. Đền trả ân tam bảo là mình vừa lo tu, vừa lo khuyến khích mọi người nên làm lành, lánh dữ, chư ác mạt tác. Đức Phật dạy mà, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Thì nếu như mọi người tu mặc nhiên, mạnh ai nấy tu là rồi. Tới giờ chắc Phật giáo hòa hảo chắc cũng 2 triệu tín đồ, còn bớt hơn nữa. Tại vì 2 triệu tín đồ là năm 1940, năm 39, năm 40. Thì tới bây giờ đó, cũng như mẹ Thành Hậu là sanh năm 37. Ông ba Thành Hậu là sanh năm 30, năm 30. Bây giờ mất hết rồi. Nếu mấy ông những vị tiền bối giống như ông Hai Tho mà ông không có đi thuyết giảng thì ổng mà có qua đời thì con và đồng đạo không ai tu thì hết luôn. Nếu mà 85 năm nay mà không có ai khuyên ai, mạnh ai ở tại nhà những cái ông đó đó, tại vì nói mà y kinh diễn nghĩa tâm thế Phật quan mà ông không nói thì tới bây giờ là tín đồ Phật giáo hòa hảo không có một người nào hết. Tại vì đâu có ai nữa tu, đâu ai khuyên ai, tại vì mấy ông đó mấy ông nghe lời thầy dạy ông tu mà nên ông rồi ông đâu được nói, nói ra sai sao. Thì bây giờ thì bản thân của Thành Hậu và bản thân của tất cả mọi người cũng đâu ai biết đường đâu tu, thì nương nhờ với nhau. Đây là những cái mà phá chấp thôi. Thì hôm nay Thành Hậu đến đây để chia sẻ với quý vị mình ha, tức là trao đổi để cho mình dung hòa, để hiểu thêm. Cho nên đạo pháp nó không có ở một chỗ và nó cũng không có cố chấp một điều nào đó. Cái gì mà nó an lạc, cái gì mà nó chánh pháp, cái gì mà nó thiện lành, nó hạnh phúc là chúng ta nên làm, chứ nó không có bắt buộc một chỗ nào. Dung hòa hết các chỗ quý vị. Thì đây là vừa qua cũng như Thành Hậu đã chia sẻ, cũng như anh em cũng điện lại, thấy cái clip đó điện lại nói vậy là sao, ông chú đó nói vậy là sao. Thì đây là nhiều khi ông chú đó là nghiên cứu đó như vậy, mỗi cái người nó khác nhau, còn cái thấy của Thành Hậu vừa qua nó như thế. Chứ Thành Hậu không nói là ông chú đó nói sai nha quý vị. Thành Hậu không nói rằng là ông chú này nói sai, Thành Hậu nói đúng, không phải. Mỗi cái thấy của mọi người nó khác nhau, mỗi cái trình độ kiến thức khác nhau, mình không bắt buộc ai phải theo mình và mình cũng không bắt buộc ai phải theo ông nào hết. Thì để cho mọi người tự nhận thức và mọi người tự tu hành, nhưng điều quan trọng là chúng ta làm sao phải hiểu một cách là triệt để, phải hiểu một cách là thấu đáo, hiểu một điều là phải sâu sắc, chứ không có hiểu mà ít ít rồi mình học ít quá, hiểu ít quá rồi mình lên mình nói, rồi nhiều khi người ta hiểu lầm, lên người ta hiểu lầm, ta nói thôi vậy hết ham này kia nọ, muốn đi tu này kia mà nghe nói vậy thôi hết ham rồi. Thì thôi xin thưa quý vị, Thành Hậu vừa qua cũng xin đóng góp một phần thiện cận của mình đối với nghiên cứu qua giáo lý của Đức Thầy. Nếu có điều chi mà thiếu sót hay dư thừa thì ngưỡng mong quý vị cũng quan hỷ ha quý vị. Thì đây là cái thấy của Thành Hậu nha, riêng đối với cái thấy Thành Hậu, chứ không phải là Thành Hậu đúng 100%. Đây là cái thấy riêng của mình, thì mỗi người cái thấy riêng với nhau, như làm sao mà chúng ta đi vào một cái chân lý giải thoát là tốt nhất. Xin cầu chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn được bình an, an lạc trong cuộc sống, luôn luôn cố gắng niệm Phật để cố gắng giảng sanh về cảnh giới an lành. Lễ phép kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.